bắt đầu ạ. Xin mời các phóng viên đặt câu hỏi cho câu lạc bộ VKM Bình Dương ạ. Ông đánh giá thế nào về tình huống của câu lạc bộ Hà Nội không phải nhận đó? Việc của tôi là việc quan sát chuyên môn của đội, không phải việc của tôi, việc của trọng tài VAR, trọng tài chính. Thì có thể ở cái góc độ của mình có thể nhìn nhận đúng, cũng có thể là sai, cái việc đó việc của trọng tài. Xin được câu hỏi tiếp theo. Hôm nay thấy một trọng tài cũng thay vào sân ở VAR, sau đó để thay để chia sẻ lý do. Tấn Tài đang bị chấn thương, tôi muốn cho Tấn Tài một cơ hội để bắt nhịp vào những cái tốc độ trên trận đấu. Nhưng khi thấy tình hình chấn thương có khả năng quay trở lại, tôi rút Tấn Tài ra, do hoàn toàn không có vấn đề gì chuyên môn cả. Ông thấy thế nào về màn trình diễn của Tiến Linh ngày hôm nay? Tiến Linh vẫn là một cầu thủ rất là tốt, tôi đã từng trả lời rồi. Mà chiều nay đối thủ của chúng tôi là Công an Hà Nội, bạn biết thôi, Công an Hà Nội là đội bóng như thế nào. Không phải một trận đấu nào cũng dễ dàng cả, đặc biệt là đối với đội bóng Công an Hà Nội. Tiến Linh chơi vẫn là xuất sắc, chơi vẫn rất là tốt. Sắp tới thì đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân, và Võ Minh Trọng thì trong trận đấu này và cũng như là những trận đấu vừa rồi thì cũng đã thể hiện một cái phong độ khá là ấn tượng. Thì ông có nghĩ là Minh Trọng xứng đáng được lên tuyển trong lần này không? Việc đội tuyển quốc gia không có việc của tôi. Việc của tôi là BKM Bình Dương. Không, có thể huấn luyện viên họ có những cái tiêu chí riêng khác, tôi không thể nói được. Vậy ông đã từng dẫn dắt và đào tạo cả Đào Văn Hậu. Thì ông có thể so sánh giữa Văn Hậu với cả Minh Trọng này, thì hai cầu thủ này có điểm gì chung hay có sự khác biệt gì? Thật ra để so sánh cầu thủ mà hai thế hệ nó khác nhau, thật ra cũng rất là gần nhau, nhưng mà mỗi người có một điểm mạnh riêng. Tôi cũng không thể đưa ra một cái so sánh cầu thủ nào tốt hơn cả. Tôi nghĩ rằng là cả hai cầu thủ đấy đều tốt. Vâng,